Trang cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 3 của cuộc tiếp xúc với cựu đại sứ Bùi Diễm để nhằm phân tích về một số chính sách Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Và kính thưa ông, khi mà chúng ta nói vấn đề Việt Nam, chúng ta nói cái quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ và các nước trên thế giới, thì riêng vấn đề Việt Nam sắp tới đây như là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ qua Hoa Kỳ, thì ông nghĩ rằng cái chuyến đi sắp tới thì những cái gì mà ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tổng thống Donald Trump có thể bàn ở tại Tòa Bạch Ốc vậy thưa ông? Riêng cá nhân tôi thì tôi có những cái nhận định có lẽ là chủ quan ấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là ông Trump với cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ hiện nay ấy, thì cái vấn đề Việt Nam nó không là một cái vấn đề gì lớn cả, không phải là một vấn đề quan trọng trong cái gọi là cái lịch trình những vấn đề mà của nền ngoại giao của Hoa Kỳ phải để ý tới. Người ta vẫn thường nói rằng thì là để ông Trump có để ý đến vấn đề nhân quyền không, thì cho đến bây giờ có bao giờ người ta thấy ông Trump nói tới vấn đề nhân quyền bao giờ đâu. Ngay trong những cái vụ mà gọi là biểu tình ở Hồng Kông trong lúc này, người ta hỏi ông Trump thì ông cũng có những cái lời nhận định rất là nghĩa là chung chung, nói cũng phải cái sự những cái biểu tình cũng phải tới mức độ nào cũng phải chấm dứt, tìm kiếm được một cái giải pháp nào. Chứ ông ấy không chỉ trích những cái người biểu tình. Thì người ta thấy rằng thì là ông ấy cũng không nặng lắm về những vấn đề mà dân chủ, về vấn đề nhân quyền. Mà trái lại trong khi đó thì ông ấy vẫn nặng về những lãnh đạo ở những các nước mà có thể nói là độc tài như là Trung Cộng hay là một vài nước khác ở trên thế giới. Người ta thấy rằng thì là trong cái chính sách ngoại giao của ông Trump chưa bao giờ người ta nghe thấy một lời nói nào gọi là lời chỉ trích của ông Trump đối với ông Putin nước Nga cả. Mà trong khi đó thì ông ấy chỉ trích nhà lãnh đạo của tất cả những các nước mà gọi là đồng minh của Hoa Kỳ. Ông nói về bà Thủ tướng Anh lúc trước mới đây, mới từ trước mấy tháng, ông nói rằng tại là không theo những cái lời khuyên nhủ của ông ấy, thì làm sao mà nước Anh, mà nước lớn như vậy mà lại bảo rằng phải đi theo một cái lời khuyên nhủ của ông ấy như vậy. Thành thử ra, không những là đối với nước Anh mà đối với những bà Merkel nước Đức và đối với những cái giới gọi là chính trị của Âu Châu, của khối NATO chẳng hạn ấy, ông ấy cũng có vẻ như là những cái thái độ rất là khinh thường. Trong cái vấn đề mà chiến tranh chống Trung Cộng về vấn đề thương mại, người ta bảo rằng thì tại sao mà ông không tìm đến tất cả những cái sự ủng hộ của các nước mà đồng minh của Hoa Kỳ để mà chống đối với Trung Quốc trong vấn đề mà gọi là chiến tranh thương mại, mà ông ấy chỉ có đi tay đôi với Trung Cộng mà ông không đếm xỉa đến cái sự mà có thể nói ủng hộ hay giúp đỡ của các nước bạn nữa. Thành thử ra giờ về cái chính sách của Hoa Kỳ, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, thì người ủng hộ cá nhân của ông Trump về giới ông ấy cũng có, cũng như người về phía dân chủ và tất cả những cái người mà gọi là độc lập khác mà không đồng ý với ông Trump ấy, thì trong cái gọi là trong cái bầu không khí chia rẽ như vậy ấy, thì người ta cũng thấy khó mà có đưa ra được một nhận định. Thứ nhất là trong những cái tháng sắp tới, bởi vì còn có 14 tháng nữa đến cuộc tranh cử, thì có những cái vụ biến đổi có thể nói là ngay trong hàng ngũ những cái người dân chủ và
ngay trong hàng ngũ những người Cộng Hòa, người ta có nói đến là cũng có thường thường thì nếu mà người gọi là đương kim tổng thống mà đi ra mà ứng cử trở lại thì cái ông tổng thống ấy sẽ không có phải đối phó với vấn đề nội bộ là có những ứng cử viên mà sẽ ra đối phó với ông. Nhưng mà trường hợp này nghe chừng thì cũng có những người cũng đã nghe nói phải ra tranh cử ngay ở trong Đảng Cộng Hòa để đối phó với ông Trump. Thành thử ra cũng có những cái biến chuyển đứng trên cái phương diện chính trị của Hoa Kỳ trong những cái gọi là ngày tháng sắp tới ấy, khi mà có cái cuộc mà tranh luận của những người trong Đảng Dân Chủ đó, thì người ta sẽ thấy rằng thì là dần dần đi tới cái chỗ mà cũng chỉ còn có một người để mà tranh cử đúng với ông Trump. Và cũng như trong Đảng Cộng Hòa chắc chắn có lẽ cũng sẽ có với cái mức độ đàn áp của ông Trump ở trong Đảng Cộng Hòa thì có lẽ chỉ có mình ông ấy là ứng cử viên thôi. Thành ra một ứng cử viên ông Trump trong những cái giai đoạn sắp tới đối phó với một ứng cử viên của Đảng Dân Chủ chưa biết là ai thì chúng ta trong những ngày tháng sắp tới chúng ta sẽ thấy có những cái cuộc tranh luận rất là gay go và những cái biến chuyển trong tình trạng mà có thể nói rằng tranh cử giữa hai người sẽ rất là đặc biệt. Rất cảm ơn đại sứ Bùi Diễm đã dành thời gian cho bản tin Hoa Thành Đốn. Vâng, tôi và xin được cảm ơn ông. Tôi xin cảm ơn một lần nữa. Tôi cảm ơn anh Nhân và đồng thời tôi cũng xin cảm ơn tất cả các khán thính giả của đài SPTN qua chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đã theo dõi cái chương trình này và tôi mong rằng thì là những cái lời trình bày của tôi sẽ một phần nào sẽ rất nhỏ có thể nói trả lời những câu hỏi của anh Nhân. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và của đại sứ Bùi Diễm đến đây xin được chấm dứt và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái bản tin phân tích sắp tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.